Tại sao đậu nành lên men natto lại có nhiều nhớt? Ở Nhật Bản có một món ăn khá kỳ lạ, đậu nành lên men natto. Món này được tạo thành nhờ một sự rất tình cờ. Thời xa xưa, khi bị tấn công, những người lính vội vã dúi đậu nành nấu dở vào cái túi rơm, sau đó để quên trong thời tiết ấm. Thế là vô tình tạo ra natto. Tại sao chỉ cần để đậu nành luộc, trong rơm lại tạo ra món mới nhỉ? Bí mật nằm ở chỗ đậu lên men nhờ Bacillus subtilis, một loại vi khuẩn sống trong rơm rạ. Vi khuẩn là những sinh vật sống siêu nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ khi phát hiện ra điều đó, người ta bỏ rơm thành túi rồi đổ đầy đậu hấp vào, đặt ở nơi ấm và ẩm. Thế là đậu lên men. Trong quá trình lên men, các chất chứa trong hạt đậu bị phân hủy, tạo nên những sợi nhớ giàu enzyme tốt cho sức khỏe. Ngày nay, các dây chuyền sản xuất sử dụng men chuyên biệt để đậu nành lên men trong môi trường nhiệt độ chừng 40 độ C vẫn tạo thành món natto màu nâu, độ nhơn nhớt cao, bốc mùi chua nồng và vẫn chứa thành phần đặc biệt tốt cho sức khỏe. Những hạt đậu natto được bao phủ bởi một lớp màng nhớt như tơ nhện màu trắng. Trong các sợi nhớt và màng nhớt này chứa vô số vi khuẩn quý giá. Ngoài natto, tùy vào nguyên liệu và thời gian lên men, chúng ta có rất nhiều thành phẩm khác nhau như dưa muối, mắm tôm, tương bần, nem chua, tương miso, phô mai, sữa chua, rượu sake và rất nhiều món ăn khác. Thật thú vị phải không các em?